Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một cây quạt có thể nói là cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Hàng về còn full thùng xốp luôn. Đây là cây quạt Lation Lagen. Đây là cây quạt Toshiba. Quạt lửng Toshiba. Rất là đẹp, rất là mới. Con này cảm giác như chưa xài luôn. Đấy. Độ mới thì không có gì phải bàn nữa. Anh em có thể thấy từ lồng xi mạ các thứ là mới tinh. Đó. Đây là cái phần đế này. Trắng như ngọc trinh luôn. Nói chung chả có gì phải bàn cái này. Chỉ quay lên giới thiệu cho anh em thôi chứ còn đồ các thứ nó đều ok hết. Đó. Cho anh em chiêm ngưỡng. Thùng đầy đủ nhá. Đây. Độ đẹp mới thì khỏi phải bàn rồi. Anh em có thể thấy. Mới lắm, mới tinh luôn. Cổ kiếp này kia đồng. Anh em nào mà thích sưu tầm những cây quạt đẹp mới mà kiểu dạng full box như thế này thì liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.